kỳ quặc dành cho học sinh của các trường trên thế giới. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chị Bánh Xèo. Hãy theo Bánh Xèo để kiến thức không bao giờ nghèo. Các bạn thân mến, trường học của mỗi nước trên thế giới đều có những quy định riêng. Các trường học ở Việt Nam có những quy định như là học sinh không được nhuộm tóc, nữ sinh không được trang điểm hoặc là mặc váy quá ngắn, học sinh không được chạy xe máy. Còn nội quy trường học của thế giới thì sao nhở? Qua tìm hiểu, Bánh Xèo có thu thập được rất nhiều quy định của các trường học trên thế giới. Tuy nhiên đây không phải là những quy định bình thường, mà là những quy định kỳ quặc, rất là kỳ quặc. Nào hãy cùng Bánh Xèo điểm qua top 20 nội quy kỳ quặc của trường học trên thế giới nha. 1. Cấm nữ sinh mặc váy đến trường. Tại nước Anh, các trường học có quy định cấm nữ sinh mặc váy đến trường. Lý do từ việc nhiều nữ sinh của trường mặc những chiếc váy ngắn trên đầu gối. Nếu mặc thì váy phải dài và mang quần tóc. Quy định nhằm chống lại tình trạng quan hệ tình dục sớm ở học sinh. Các học sinh cả nam lẫn nữ có thể tập trung hơn vào việc học. Nếu nữ sinh nào vi phạm sẽ phải mặc đồ cũ tới trường, buộc về nhà thay quần áo và bị phạt lao động ở trường vào ngày cuối tuần. Nữ từ 11 đến 18 tuổi ở Anh phải chấp hành theo. 2. Cấm mặc quá kín đáo. Đó là quy định của một trường tiểu học Hy Lạp ở phía nam London, Anh. Đồng phục là phần quan trọng trong nội quy nhà trường. Họ yêu cầu tất cả học sinh mặc áo khoác xanh, áo sơ mi trắng và áo thun xanh hải quân khi đến trường. Ngoài ra, nghiêm cấm các trang phục quá kín và khăn trùm đầu. Học sinh nào vi phạm sẽ bị đình chỉ học. Lệnh cấm này đã ảnh hưởng lớn đến truyền thống của những người học sinh theo Hồi giáo trong trường. 3. Bắt học sinh thử thai. Ngôi trường Delhi Center thuộc bang Louisiana, Mỹ có quy định bắt nữ sinh của trường phải thử thai. Trường này từng nhận được cảnh báo và yêu cầu nhà trường phải thay đổi nội quy ngay lập tức, nếu không sẽ bị phạt nặng, nhưng cho đến nay, nhà trường vẫn quyết giữ nguyên nội quy của mình mà không sửa đổi. Ban đầu, những nữ sinh nghi ngờ có thai sẽ phải đi thử thai. Nếu thật sự có thai sẽ bị buộc thôi học ở nhà. Tuy nhiên, sau đó thì tất cả nữ sinh của trường đều phải đi thử thai. Nếu không có giấy tờ chứng minh sẽ phải buộc thôi học, không được đến lớp nữa. 4. Cấm chơi trò can cho với giáo viên. Là một quy định bá đạo trong các trường học Nhật, can cho là một trò đùa khá phổ biến ở Nhật, nhất là với những người trẻ. Thực hiện bằng cách đàn các ngón tay với nhau, ngón tay trỏ chỉ ra ngoài và chỉ thẳng vào một người khác khi nạn nhân không nhìn thấy. Những bạn nào là fan của bộ truyện tranh Naruto thì chắc chắn sẽ biết động tác này. Với các giáo viên người nước ngoài đến dạy tiếng Anh tại Nhật Bản, đây quả thực là một trò đùa khiếm nhã. 5. Chỉ được đi vệ sinh 3 lần. Trường trung học Evergreen Park thuộc bang Chicago, Mỹ, giới hạn số lần một học sinh được phép rời khỏi phòng học để đi vệ sinh là 3 lần. Hiệu trưởng đã giải thích với phụ huynh rằng, quy định này được đưa ra nhằm mục đích giúp các em tránh lãng phí thời gian đi học quý giá và ngăn học sinh trốn học bằng cách lấy cớ đi vệ sinh. Bất cứ lần phát sinh nào buộc phải nhịn đến khi kết thúc buổi học. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đã phản đối và cho rằng quy định này có thể gây hại tới sức khỏe của con em họ. Được biết, trường không bắt buộc cả trường phải áp dụng mà sẽ do giáo viên của từng lớp quyết định có áp dụng với lớp mình hay không. 6. Hình phạt bằng cách trồng chuối. Châu Á là nơi nổi tiếng với những hình phạt nghiêm khắc và bất thường với học sinh, sinh viên. Ở Trung Quốc và Philippines, một trong những điều này là bắt học sinh trồng chuối và đi bằng tay, chạy giơ tay, bịt mồm và cả tuột quần lót vì lý do đi học muộn hoặc nói chuyện trong lớp. Thậm chí nặng hơn có thể phải chịu hình phạt tát hoặc roi vọt từ giáo viên. Ở Trung Quốc, giáo viên có thể dùng tay tát hoặc thước kẻ để đánh đòn học sinh mắc lỗi. Đây là những hình phạt đã tồn tại từ lâu trong các trường học ở Trung Quốc. 7. Hình phạt với đậu Hà Lan đông lạnh. Một sinh viên đến từ Trung Quốc đã tiết lộ bức ảnh đầu gối của mình sau khi chịu hình phạt quỳ trên những hạt đậu Hà Lan đông lạnh. Hình phạt này được cho là khá phổ biến tại nhiều trường học, đặc biệt là ở châu Á như Trung Quốc hay Philippines, nhằm đối phó với những học sinh không vâng lời, cảnh cáo những học sinh cá biệt vi phạm nội quy, đồng thời cũng là bài học răn đe cho các học sinh khác trong trường. Ngoài đậu đông lạnh, học sinh vi phạm có thể phải quỳ trên hạt đậu hồi khô. 8. Học sinh cấm ôm nhau. Trường tiểu học Gilowet ở Úc vừa ra quy định cấm học sinh ôm nhau trong trường và gợi ý các cách khác cho học sinh khi muốn biểu lộ tình cảm. Quy định này được ban hành sau một số học sinh bị thương bởi những cái ôm quá khích. Một số phụ huynh cho biết họ đã bật cười khi nghe con em mình nói đến quy định mới ở trường. Hiệu trưởng trường cho biết đây là cách bảo vệ các em và tôn trọng quyền cá nhân. 9. Không được có bạn thân. Tại nhiều trường tiểu học tại Anh, đặc biệt là phía tây nam London, vùng Kingston hạt phía bắc của Canada, đã và đang áp dụng luật lệ cấm học sinh chơi với một người bạn thân nhất. Một số phụ huynh, giáo viên và nhà tâm lý học cho rằng trẻ em sẽ phát triển tốt hơn nếu chúng chơi với những nhóm bạn nhiều thành viên, bởi sẽ không có ai cảm thấy bị bỏ rơi, cũng sẽ không bắt nạt bởi những đứa trẻ khác, giúp giảm tình trạng cô đơn của học sinh tại các trường học ở châu Âu.
Tuy nhiên, chuyên gia lại cho rằng việc có bạn thân sẽ mang lại những giá trị về lâu dài, giúp sức khỏe tinh thần tốt hơn trong suốt cuộc đời của họ. 10. Cấm dùng khử mùi. Một trường trung học ở Pennsylvania đã cấm học sinh sử dụng xịt khử mùi khi một học sinh khác gặp phản ứng nghiêm trọng và phải đưa đến bệnh viện. Đây không phải là cá biệt bởi trước đó đã có khá nhiều trường hợp trên thế giới cấm học sinh dùng xịt khử mùi sau khi những học sinh khác mắc phải các triệu chứng dị ứng gây ảnh hưởng tới người khác. Tuy nhiên, bánh xèo nghĩ rằng việc sử dụng nhẹ nhẹ, sương sương thì cũng không. Gì chứ, viêm cánh mà không dùng khử mùi thì còn gây ảnh hưởng tới người xung quanh nhiều hơn. 11. Cấm đeo ba lô tới trường. Ba lô là vật dụng quen thuộc đối với học sinh trên khắp thế giới, nhưng nhiều trường học ở xứ sở cờ hoa lại muốn loại bỏ. Một số trường thuộc bang Iowa và Linnis cấm ba lô do chúng chiếm không gian lớn trong lớp, gây tắc nghẽn ở hành lang. Lo ngại tình trạng xả súng trường học đang lan rộng ở Mỹ. Năm 2014, các trường học ở New York, Mỹ đã cấm học sinh đeo ba lô khi tới trường sau các mối đe dọa về bom, trong khi có quá nhiều học sinh lén lút vào trường một cách bất hợp pháp. Một số trường khác yêu cầu học sinh phải đeo ba lô trong suốt. 12. Học sinh không được mang giày da. Các trường học ở vùng Himachal Pradesh, một thiên đường du lịch ở Ấn Độ, ban hành quy định nhằm mục đích bảo vệ môi trường sinh thái và sự sống của động vật tại đây. Khi ngày càng nhiều động vật bị giết lấy da, chính phủ vùng này đã quyết định cấm học sinh sử dụng quần áo và giày dép bằng da khi đến trường. Nếu học sinh nào vi phạm thì sẽ bị phạt tiền và gửi thư cảnh cáo đến gia đình. Nếu tái phạm sẽ bị buộc thôi học ngay lập tức. 13. Cấm thuê nhân viên vệ sinh. Nói về các quy tắc lạ lùng trong trường học, có lẽ không quốc gia nào có thể vượt qua Nhật Bản. Các trường học trên khắp nước Nhật đều không có nhân viên vệ sinh, mà người làm mọi công việc này chính là các giáo viên và học sinh. Họ phải dành ít nhất nửa giờ mỗi ngày để lau sàn, thậm chí dọn dẹp nhà vệ sinh. Các nhà chức trách Nhật cho rằng điều này sẽ nuôi dưỡng những thói quen tốt và cả sự khiêm tốn cho học sinh của họ. 14. Cấm giơ tay phát biểu. Theo Học viện Giáo hội ở Mayfair, Anh, hành động giơ tay để phát biểu, trả lời là vô ích và đã bị cấm. Hiệu trưởng của trường cho rằng điều này không khuyến khích và hỗ trợ học tập với các học sinh trong lớp. Giáo viên có thể chọn bất cứ học sinh nào để trả lời câu hỏi. Học sinh chỉ được giơ tay trong lớp với mục đích thiết lập sự im lặng, tập trung lắng nghe. Tuy nhiên, một số phụ huynh chia sẻ rằng làm vậy khiến cho con họ cảm thấy lo lắng và sợ hãi hơn. Chúng có thể bị chỉ định trả lời những câu mà chúng không biết, hoặc mất cơ hội trả lời những câu mà chúng biết. 15. Cấm uống sữa. Theo nghiên cứu sức khỏe cộng đồng tại Thailand cho thấy 64 học sinh khi trưởng thành đều bị thừa cân và béo phì. Thế nên năm 2012, các bác sĩ tại Mỹ đã vận động quy định cấm sữa trong các bữa ăn trưa của học sinh tại trường vì nó sẽ làm tăng tỷ lệ gen béo phì. Bữa ăn trưa của học sinh tại Mỹ thường bị đánh giá là không tốt cho sức khỏe khi có quá nhiều chất béo. Học sinh Mỹ thường hay chọn thức ăn nhanh như gà rán, pizza, khoai tây nghiền, đậu hạt, bánh sô-cô-la và hoa quả đóng hộp cho bữa trưa. Chính vì thế không cần thêm sữa nữa. Đồng thời nhà trường cũng tăng cường các tiết học thể thao. 16. Cấm nhuộm tóc. Các trường học ở Tokyo cấm học sinh không được nhuộm tóc. 75% các trường công lập ở thủ đô yêu cầu học sinh phải chứng minh tóc của mình là màu tự nhiên. Thậm chí để chắc chắn việc học sinh không nói dối, các giáo viên có thể phải gọi điện về nhà yêu cầu bố mẹ chụp những hình ảnh thời thơ ấu. Ngoài ra, nhiều trường học còn không cho phép học sinh để tóc quá dài, thiếu gọn gàng hay phần mái không được dài quá lâu mày. Học sinh nếu trót dài nhuộm tóc phải nhuộm màu đen hoặc buộc thôi học. 17. Cấm nam sinh không được để tóc dài. Đất nước Hàn Quốc nổi tiếng là nơi tạo ra trào lưu thời trang. Tuy nhiên, học sinh Hàn Quốc không thể tự do ăn mặc và kiểu tóc mà phải chịu sự ràng buộc của nhà trường. Theo quy định của đa số trường học ở Hàn Quốc, nam sinh không được để tóc dài, nhuộm tóc hay để các kiểu đầu kỳ lạ khi đến lớp. Theo các teen boy Hàn thì đây là một quy định can thiệp vào sở thích cá nhân, không cho các bạn tự do và được làm những gì mình thích. Tuy nhiên, dù có biểu tình và phản đối quyết liệt thì các bạn ấy vẫn phải chấp hành quy định đã đề ra. 18. Cấm mang khăn tròn nhiều màu. Vì mâu thuẫn sắc tộc nên nhiều trường ở Pháp đã ban lệnh cấm học sinh mang khăn tròn nhiều màu đến trường. Việc thường xuyên khăn mang chùm đầu và thắt theo kiểu của người Hồi giáo trước đây sẽ làm nhiều người hiểu lầm rằng bạn là một tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, luật lệ này chỉ áp dụng đối với những đối tượng cá biệt. Thường xuyên thắt khăn theo một biểu tượng tôn giáo và từ chối cởi khăn khi được giáo viên yêu cầu. Còn nếu chỉ mang khăn như một hình thức thời trang và tuân thủ quy định của trường thì không có vấn đề gì cả. 19. Cấm dùng mực đỏ. Thông thường, giáo viên luôn dùng bút mực đỏ để đánh dấu các lỗi sai trong bài và chấm điểm cho học sinh. Những bài tập được đánh dấu mực đỏ của giáo viên giờ đây chỉ còn trong ký ức với học sinh nhiều trường ở Úc và Vương quốc Anh. Người ta cho rằng mực đỏ có thể gây hại cho trẻ em về mặt tâm lý, khiến chúng sợ hãi, áp lực và chán nản trong việc học. Sử dụng màu xanh lá cây, hồng, vàng, tím, hoặc xanh dương để thay thế sẽ làm thư giãn hơn và những lần kiểm tra sẽ không còn trở thành mối đe dọa. 20. Cấm dùng từ nghèo đói, sinh nhật và 48 từ khác. Sở Giáo dục New York đã cấm sử dụng một số từ trong các bài kiểm tra chuẩn do thành phố ban hành. Học sinh ở đây sẽ không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện về sinh nhật vì vấn đề này bị hạn chế.
Ngoài ra, những từ như nghèo đói, ly hôn, bệnh tật cũng bị cấm xuất hiện vì chúng có thể gợi ra những ký ức đau buồn hoặc liên quan đến tình trạng gia đình của một đứa trẻ. Quy định này được đưa ra giúp giảm tình trạng chế giễu hoàn cảnh và bắt nạt các học sinh khác. Đó là những quy định của các trường học trên thế giới. Các bạn thấy những quy định này như thế nào? Riêng bánh xèo thì thấy những quy định này có cái hợp lý, còn một số cái thì cũng rất là kỳ quặc. Các bạn suy nghĩ như thế nào thì hãy cho bánh xèo biết với nhé. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông chị bánh xèo để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Bye bye.